Đất này là ông ngoại cho bố Quý. Đất này ông ngoại cho bố Quý. Cụ ngoại. Cụ ngoại cho bố Quý. Đây là vườn rồi, đất. Mình sẽ đi vào đây nha. Vườn này là vườn rau của đất này à, là. Chỗ kia có cả chỗ để nhặt rau này. Bao giờ bố mình có tiền thì bố mình mua lại. Rồi cũng hết chỗ để nhặt rồi. Cái này là mình cắt vừa lợi. Mình cắt vừa lợi để cho nhặt cho nó dễ hơn. Mình vừa cắt vừa lợi xong mình nhặt. Ui cái này nhiều quá. Ôi mãi mới ra được một cái cây này. Các bạn ơi, các bạn biết mình nhặt rau làm gì không? Mình mang ra chỗ mà mình sống là chỗ chung cư. Mình mang ra đấy. Xong rồi mình ăn với bà nội, hôm nay bà nội sẽ ra đấy, sáng mai bà nội sẽ về, mình sẽ đưa đón bà nội. Mình chúc bà nội mình có nhiều sức khỏe, có bán được nhiều hàng, bà mình bán giày dép ấy, các bạn sẽ ủng hộ bà mình nha. Bán nhiều lắm, nhiều hàng đẹp lắm, không bao giờ bị bong luôn. Thật, hôm qua mình vừa lấy một chiếc giày của bà nội á, nhá. Mãi mà nó vẫn nguyên. Là cái giày mà có ông con trai đốt lửa nó vẫn y nguyên. Thế nhá, nếu như cắt vào cái giày đó mình vừa nói á thì nó vẫn. Rồi, cây rau ngon quá. Cụ trồng được nhiều rau ngon thế. Đấy, bà mình vừa nói đấy. Đây này, bao giờ bố Quý có tiền bố Quý xây cái nhà ở ngay trên mảnh đất này, bố Quý ở gần cụ này. Đất này là cụ cho bố Quý rồi này. Bây giờ việc bố Quý chỉ có kiếm tiền để xây nhà thôi. Đúng không? Rồi giỏi thế, Sam giỏi thế. Ôi Sam cắt được cây rau to nhỉ. Nó non nhỉ, cắt thật nhiều mang về chung các cư bạn ăn. Ơi, mình vừa nói chưa được nói á. Các bạn được nghe mình cắt cái giày đấy nhá, nó sẽ bị rách luôn. Chỉ đốt nữa là nó vẫn y nguyên thôi. Các bạn đừng cắt nhá. Nghe các bạn có cụ ở quê ở xa không? Có trồng được nhiều rau như thế này giống Sam không? Thì các bạn sẽ bình luận ở dưới nhá. Mình đi xa lắm. Các bạn thấy vườn rau của ông nhà mình có tốt tươi không? Đấy, bà nội mình vừa nói rồi, đến lượt mình nói nè. Mình nói nhá, các bạn có quê ở Sao Đỏ không? Mình thì quê ở Sao Đỏ, mình ở Hưng Yên. Sao Đỏ là quê của bà nội, Hưng Yên là quê của ông nội. Đó. Còn Đông Anh là quê của mẹ Oanh. Đúng rồi, còn nhà tớ nhiều quê lắm, Sao Đỏ là nơi bà nội tớ sinh ra và lớn lên ở Sao Đỏ. Đây này, trên mảnh đất này là bà nội tớ sinh ra và lớn lên này. Đấy, xong rồi. Đấy, xong rồi. Bà nội tớ sẽ đi lấy chồng ở Hưng Yên. Oh yeah, chuẩn luôn. Bà nội tớ sẽ đẻ ra bố Quý. Đúng rồi, oh yeah. Bố Quý sẽ lại cưới mẹ Oanh. Đúng mẹ rồi. Mẹ Oanh lại đẻ ra một đúng mình. Rồi, rồi sao thông minh quá. Mình lại được về đây. Mình về Sao Đỏ mình cắt rau mình... hộ bà nội nhỉ? Đúng rồi, mình mang về chung cư mình ăn. Rồi trong nữa bà nội sẽ về khu mình ở để chơi. Xong rồi mai bố Quý đưa bà nội về Hưng Yên. Bà nội tớ hiện giờ đang sinh sống và làm việc ở Hưng Yên. Đúng rồi. Nội tớ đang bán giày dép các đúng bạn. Đúng rồi, thỉnh thoảng hãy ủng hộ cho cả bà nội mình nha, mấy cả ông nội mình nha. Rất là hiền lành nha. Các bạn nào bướng bỉnh ý, thì là sẽ bà nội tớ sẽ lấy mẫu thật là đẹp ra cho các bạn luôn. Các bạn muốn lấy cái gì cũng được, bà nội tớ không hề thiếu. Nhưng mà có một điều kiện là nhưng mà có lúc bà nội hết, có lúc
Bà nội không các đẹp. các bạn thân mến, video đến đây đã dài rồi, bây giờ mình kết thúc video của Sam Sam ở đây và Sam Sam quay cho bà nội cắt rau nhá. Thôi bây giờ mình sẽ cắt video ở đây rồi, cũng là hơi tối rồi, mình sẽ đi ngủ đây. Bye bye các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. I love you.